cỡ vô địch quốc gia Busan HD Bang năm 2004 đã diễn ra khai ngay ở những phút đầu trận của các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà sân khách vòng tròn hai lượt. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú dứt điểm của Trần Văn Thành. Và kết thúc của số 6 đã không đủ chính xác dành cho đội bóng Việt. Cái tên như Kagoi đã chơi rất nổi bật ở mùa giải năm trước, chơi trên sân nhà. Vì vậy họ đang rất tự tin, cũng càng khốc liệt hơn. Với tỷ số 2-1 trước các thủ Sài Gòn Titan Thành phố Hồ Chí Minh. Nguy hiểm, bóng vừa rồi đã chạm sang ngang. Vừa rồi, ta cùng xem lại tình huống tấn công nguy hiểm. Sự lơi lỏng với đường truyền hỏng của hàng phòng ngự bên phía Samina Khánh Hòa đã giúp cho các thủ áo đỏ có được cơ hội áp sát khung thành. Rồi kết thúc cuối cùng đó là vị trí của Trần Gia Huy. Lúc này thì những sự cạnh tranh của giải vô địch quốc gia ở top trên có thể cạnh tranh được ngôi vô địch trong năm 2023. Thì mùa giải này họ đã thi đấu từ năm 2024. Và điểm bóng hay và đây là cơ hội dành cho các thủ áo xanh và những điểm rất nguy hiểm. Vẫn còn, đây là khoảng trống nữa. Qua người trái cây, kết thúc không vào. Dưới chút nữa thì các cầu thủ Tân Hiệp Vân đã có được bàn thắng vượt lên. Vẫn là những pha đậu chân rất dẻo đến từ những cầu thủ áo đỏ. Văn Thành đang giữ chỉ hợp lý và đây là cơ hội dành cho số 6. Và xoay người và kết thúc ngay đã không thành công. Pha phối hợp khá hay. Vẫn còn, Trần Văn Thành đưa bóng vào. Sự đáng tiếc điểm chạm là chưa đủ, rất nguy hiểm. Vẫn còn, pha áp sát, vẫn chưa có bàn thắng, nhưng điểm đi. Liên tục là những pha kết thúc dành cho các cầu thủ áo xanh. Samuel Thanh Hòa sau một loạt những cú gây sức ép vừa rồi vẫn chưa có được bàn thắng, vượt lên dẫn trước. Còn lại tiếp tục trở về với các thủ áo đỏ. Rất hay, dứt điểm chéo góc không vào. Và dứt điểm không thành công. Đã phạt nhanh, dứt điểm. Rất đáng tiếc bóng đã đi ra ngoài. Vừa rồi thì trọng tài cũng đã yêu cầu các thủ áo đỏ thực hiện lại cơ hội đá phạt của mình. Đây là cơ hội gỡ dành. Đó là đường truyền, không được, lỡ nhịp rồi. Khoảng trống kết thúc vẫn không vào. Nhà đẩy cao sức ép. Đã ngay, kết thúc đó là đường truyền hướng tới Trần Văn Thành, nhưng đá của số 6 đã bị ngăn chặn. Vẫn còn, thêm pha áp sát khung thành và kết thúc. Tiếp tục một đường lên bóng nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Một pha bóng dội không dọc, không may cho đội chủ nhà Samuel Khánh Hòa. Nỗ lực kết thúc vừa rồi của Pinang Thái An. Tốt của Hoàng Văn Hưng. Và đây là cơ hội nữa dành cho đội Cúp Đại đối mặt dứt điểm. Cúp Đại là những điểm ra ngoài. Và đây là màn đáp trả dành cho đường duy trì tốt của đội bóng Sabina Khánh Hòa. Và kết thúc đến từ Trần Văn Thành vẫn đi chưa đủ chính xác. Cờ trở về với các thủ Sabina Khánh Hòa. Những gót khá hiểu với nhau. Và đưa bóng vào đã không bảo phục. Sát rất quyết liệt, thêm cú dứt điểm nữa. Chuyền ngay sau đó của các thủ Tân Hiệp Vân đã đi không đủ chính xác. Thêm pha đưa bóng vào bị ngăn chặn bởi hàng phòng ngự bên phía Tân Hiệp Vân Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ sang bên này Khánh Hòa cơ hội 2-3-2 không được. Cú dứt điểm cuối cùng hàng bảo phục. Đây là màn đáp trả dành cho Tân Hiệp Vân và ngay sau khi các cầu thủ Samina Khánh Hòa bỏ lỡ thời cơ ghi bàn, họ đã phải trả giá với tình huống phản công trước nhóm của Tân Hiệp Vân Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng áo đỏ đã vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0 bằng một cú dứt điểm chuẩn xác. Cú đặt lòng đi vào góc cao cực kỳ hiểm hóc. Cú bỏ lỡ cơ hội của Phan Bảo Phúc đã phải trả giá với một pha phản công nhanh. Và người ghi bàn là Trần Nguyễn Tú Tài. Đây là cơ hội nữa trở lại với đội chủ nhà. Đội chỉ tốt, phối hợp rất hay. Pha xử lý khoảng trống nữa dành cho Phan Bảo Phúc. Trần Văn Thăm cú đã chưa thành công là ông Trần Ngọc Minh Khoa, trọng tài thứ hai ông Nguyễn Thanh Vũ, trọng tài thứ ba là ông Huỳnh Xuân Bá và cuối cùng trọng tài thời gian là ông Trần Văn. Cũng tranh chấp quyết liệt không khoan nhượng giữa các thủ bên phía đội bóng Tân Hiệp Vân Thành phố Hồ Chí Minh. Pha vào bóng bằng cả hai chân. Đó là cú dứt điểm thẳng, vẫn còn áp sát không vào. Ngay cả những cơ hội như vừa rồi. Rất đáng tiếc dành cho những nỗ lực kết thúc của Phạm Thanh Sơn. Số 14 là người đã có được cơ hội ra chân cuối cùng. Cú đá lại đi đúng. Chưa có bàn thắng gỡ hòa dành cho đội bóng Sabina Khánh Hòa trong một tình huống mà họ đã có được thời cơ.
Nỗ lực kết thúc của Pinang Thái An đã đánh bại được thủ môn Huỳnh Văn Lê Hậu, nhưng nó lại không chiến thắng được xà ngang khung thành của đội bóng Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh. Không mạnh giữa hai bên. Đội chuyển ra kết thúc đi, không được, bóng đã được phá ra. Bóng đội bóng chơi power play sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Quả đá góc nở dành cho các thủ Savinex Khánh Hòa, vẫn là cơ hội dành cho các thủ Savinex Khánh Hòa. Đường chuyển không tốt, dứt điểm. Có bàn thắng tiếp theo hay không? 2-0 dành cho các thủ bên phía Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến thuật vào play của đội bóng áo xanh đã phản tác dụng. Phạm Thành Sơn, Trần Văn Khanh. Cố gắng của các thủ Savinex Khánh Hòa đã không thể giúp cho họ có được điểm số trong ngày hôm nay.